tay vào chân nó. Bộ ô chân vàng thì sao? Ô chân vàng thì sao? Cái nhìn mặt vào thì nhìn ghê thật. Không, nó chưa ấy gì đâu. Nó phải... Cái này nó gà tơ mà mới 11 tháng. À. 11 tháng ăn kỳ rồi, sắp tới thì em đang cho nó vào trận cái để giá trận sâu sâu lên tí.